Đi bơi buổi đêm và cái kết. Một hồ nước đẹp đấy, lại vắng vẻ nữa. Quá là một địa điểm tuyệt vời để đi bơi. Ôi không, sao đây lại đúng là cửa hàng Batman chứ? Sát thủ mắt cận. Được rồi, có nhiệm vụ cho anh đây. Trời ạ, sao mắt dạo này kèm nhằm thế không biết. Anh bạn, đừng lo, tôi bán kính cận đây, đảm bảo nhìn rõ từng cọng lông luôn. Được quá ông chủ, tay nghề tốt đấy, cảm ơn ông nhiều nhá. Được rồi, trở lại với công việc nào. Phát súng này phải nói là trúng hai đích luôn.